Khi con thơ dài thường quẩn quanh bên cha mỗi ngày, để hàng đêm sân khấu lên đèn là bao giòn mồ hôi của cha, con vẫn đứng khen né bên cha và lắng nghe những tiếng thơ dài tận sâu những vinh quang, nào ai biết đến cha nhọc nhằn. Rồi khi đêm tan anh đèn, cha đến bên ôm con vỗ về. Nhìn ánh mắt của cha già, con thấy tình thương yêu thiết tha. Một đời cha lo gánh mưu sinh vì tương lai của đứa con mình. Trong ánh mắt hy vọng, mong ngày mai con nhiều thành công. Rồi từng ngày khôn lớn, chẳng quên được ánh mắt cha hôm nào. Trong tim luôn ghi nhớ những hy vọng ngày nào cha đã trao. Rồi hôm nay vinh quang đã về đây, giữa mênh mông lung linh bao ánh đèn. Hàng đêm con rung lên tiếng ca với bao yêu dấu kinh rừng về cha. Ngày xưa khi con thơ dài thường quấn quanh bên cha mỗi ngày, để hàng đêm sân khấu lên đèn là bao giòn mồ hôi của cha, con vẫn đứng khen nép bên cha và lắng nghe những tiếng thơ dài đằng sau những vinh quang, nào ai biết đến cha nhọc nhằn. Rồi khi đêm tan anh đèn, cha đến bên ôm con vỗ về. Nhìn ánh mắt của cha già, con thấy tình thương yêu thiết tha. Một đời cha lo gánh mưu sinh vì tương lai của đứa con mình. Trong ánh mắt hy vọng, mong ngày mai con yêu thành công. Rồi từng ngày khôn lớn, chẳng quên được ánh mắt cha hôm nào. Trong tim luôn ghi nhớ những hy vọng ngày nào cha đã trao. Rồi hôm nay vinh quang đã về đây, giữa mênh mông lung linh bao ánh đèn. Hàng đêm con rung lên tiếng ca với bao yêu dấu kinh rừng về cha. Cha con nghe tiếng nói của con, hôm nay đứa con xưa đã nên người. Xin dâng ngàn câu hát ta ơi, mãi mãi sống trong con bóng hình cha. Con bóng hình cha.
Kính thưa vong hồn cụ Ngô Xuân Tạc, kính thưa gia đình Tam Quyến, kính thưa các cụ, các ông, các bà, bạn bè, thân bằng, cố hữu, gần xa, thưa toàn thể nhân dân có mặt trong buổi tang lễ. Những ngày qua, trên khắp các miền của miền Bắc Việt Nam đã trải qua cảm giác của một mùa hè oi ả. Nhân dân Mộ Hạ vẫn phải bộn bề hăng say lao động với nhiều ngành nghề khác nhau, tất cả hy vọng vì một ngày mai tươi sáng hơn. Giữa bộn bề cuộc sống ấy, nhân dân làng Mộ Hạ bàng hoàng và thương xót nhận được tin cụ Ngô Xuân Tạc đã chút hơi thở cuối cùng. Cụ Ngô Xuân Tạc sinh năm 1933 tại Mộ Hạ, Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Do tuổi cao, sức yếu lại lâm bệnh trọng, gia đình, con cháu, anh em, dòng tộc đã tận tình chạy chữa, chăm sóc, song cụ không qua khỏi. Cụ chút hơi thở cuối cùng vào hồi 20 giờ 40 phút ngày 25 tháng 4 năm 2019, tức ngày 21 tháng 3 năm Kỷ Hợi, cụ hưởng thọ 87 tuổi. Như đã nói, cụ Ngô Xuân Tạc sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống cách mạng, được gia đình cho ăn, học, truyền đạt và thấm nhuần về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Được ăn học, lao động dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, nên năm 20 tuổi, cụ xung phong tham gia vào đội du kích đánh địch ở Bốt Co Đen, Bốt Cao Đại, góp công góp sức vào chiến dịch giải phóng quê hương. Hòa bình lập lại năm 1954, cụ Phúc thuộc lớp người đầu tiên tham gia tổ chức nhà nước phục vụ tuyến đường Hà Yên Thái, cũng như bao chàng trai, cô gái theo quy luật của tạo hóa. Giữa thời đạn bom khói lửa, cụ đã gặp cụ bà như duyên trời định. Hai cụ đã cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình. Hai cụ cùng sinh được 7 người con, 3 người con trai và 4 người con gái. Giữa thời kỳ chiến tranh, sự sống, cái chết mong manh ấy, cụ và cụ bà vừa phải tham gia phục vụ cách mạng, vừa phải lao động sản xuất để nuôi con, nuôi gia đình. Thế mới biết sự kiên cường và nghị lực của hai cụ. Thế nên, việc công cha vẫn phải lo, việc tư trang liệu sao cho hài hòa. Tan nan cha phải vượt qua kỷ lực, cha phải xông qua chiến trường. Nén bao khúc ruột đau thương, nuôi con cha phải kiên cường đứng lên, sao cho đất nước bình yên để con không phải sống bên bom mìn. Các con hãy vững niềm tin, sống cho hòa thuận, giữ gìn yêu thương. Vài lời gửi lại vẫn vương, cha đi thanh thản trên đường cha đi. Kính thưa vong hồn cụ Ngô Xuân Tạc, kính thưa gia đình Tam Quyến, thưa toàn thể nhân dân, cho quê hương đất nước, năm 1986, cụ vinh dự được nhà nước tặng huân chương kháng chiến hạng 2. Đây là niềm tự hào, là phần thưởng to lớn và xứng đáng mà cụ được hưởng. Thời gian thấm thoát trôi đi, cụ và cụ bà đều lo dựng vợ cả chồng cho 7 người con trọn vẹn. Các con của cụ giờ đều yên bề gia thất, cuộc sống đủ đầy và theo truyền thống của gia đình đã và đang lao động hăng say, góp công cho sự nghiệp đi lên của gia đình và của xã hội. Sau này khi tham gia công tác xã hội, cụ Ngô Xuân Tạc đảm nhiệm nhiều công việc mà Đảng và nhân dân giao phó, trong đó cụ từng làm đội trưởng đội sản xuất, góp phần lớn vào sự phát triển và đi lên của nền nông nghiệp địa phương. Trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, hai cụ được hưởng những tháng năm bình yên của đất nước theo đúng nghĩa, vui vầy bên con cháu, vui vầy bên vườn rau, vui với tiếng đùa của trẻ thơ. Năm 2017, cụ đau xót phải chứng kiến sự ra đi của người bạn đời đã cùng cụ kết tóc xe duyên, đã cùng cụ chia ngọt sẻ bùi suốt cuộc đời của cụ. Âu cũng là tạo hóa xoay vần, từ đó đến nay
Cụ lấy con, lấy cháu, lấy anh em, hàng xóm, láng giềng là nguồn động viên cho vơi đi nỗi niềm thương tiếc về bạn đời. Song sinh có tử, hệ bất kỳ. 20 giờ 40 phút ngày 21 tháng 3 năm Kỷ Hợi, cụ đã về với cụ bà, về với tổ tiên, để lại sau lưng niềm tiếc thương vô hạn của gia đình và dòng họ. Các con mất cha, các cháu mất ông, các chắc mất cụ. Anh em dòng họ mất đi một thành viên vô cùng chân quý. Nhân dân làng Mộ Hạ mất đi một công dân gương mẫu và hiền hậu. Vậy là nước mắt chia ly chào vĩnh biệt, gia đình dòng họ xót thương. Từ nay bóng dáng còn đâu, buông tay về chốn thâm sâu địa đàng. Vẫy tay từ biệt dân làng, vụ đi thanh thản mênh mang đất trời. Kính thưa vong hồn cụ Ngô Xuân Tạc, kính thưa gia đình Tăng Quyến, thưa toàn thể nhân dân, trống đã dục, chỉ còn vài phút nữa thôi, linh cữu của cụ Ngô Xuân Tạc sẽ được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng, về với tổ tiên. Cầu cho vong hồn cụ được siêu thoát, yêu sinh diệt độ, phù hộ độ trì cho con, cho cháu, cho chắc, cho anh em dòng họ, cho nhân dân làng Mộ Hạ được bình an, mạnh khỏe, kinh tế phát triển đi lên. Nhân dân làng Mộ Hạ luôn nhớ mãi về cụ như một tấm gương để cho thế hệ mai sau noi theo. Để tỏ lòng thương tiếc vĩnh biệt cụ Ngô Xuân Tạc lần cuối, thay mặt cho ban tổ chức lễ tang, tôi đề nghị toàn thể nhân dân có mặt trong buổi tang lễ hãy bỏ mũ nón xuống, dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến cụ. Một phút mặc niệm bắt đầu. Cho gia đình xin có lời đáp được, xin xin mời. Bạch anh em và gia đình cụ Độc và lén ra linh nhang vĩnh biệt. Bố ơi, bố ơi, ông ơi, cụ ơi, thế là bố đã ra đi, để đâu thấy bố quãi đời dài chăng. Bố ơi, sao bố gọi về nơi chín suối để cháu chất ở lại quãi trần gian. Các con đau bút thăm tan, anh em tưởng niệm hai hàng lệ rơi. Bố sinh ra trên mảnh đất ngã ba sông, nơi miền quê nghèo khó, tuổi thanh niên bố đã ra đi, tham gia vào đội du kích đánh bút cho đen và bút và giải phóng quê hương. Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, bố đã buông tay xuống cầm cái bút để đi xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Từ những năm 1955, bố là lớp người đầu tiên vào công chức nhà nước trên cương vị người cung trượng phục vụ tuyến đường sắt Hà Bến Thái. Những năm tháng đế quốc Mỹ ném bom miền Bắc, tuyến đường sắt là mục tiêu số một của kẻ thù. Bố đã cùng anh em trong đơn vị lại lặn lội ngày đêm để kịp thời thông tuyến cho những đoàn tàu ngược xuôi về với mọi miền quê. Bố sinh ra 7 người con, 3 trai 4 gái, với đồng lương ít ỏi, bố đã chất chiêu đằng tiêu nhịn ăn nhịn nặng để mua sắm cho anh em về cùng mẹ con, để nuôi 7 anh em chúng con khôn lớn trưởng thành. Trong giờ phút đau thương, với phần khăn trắng ruột chúng con đau dữ dằn, nước mắt đầm đìa vơi con nghiên cứu của bố, và xin hứa với vong hồn bố thực hiện đúng lời bố đặng, chỉ bảo dạy dỗ của bố trước lúc lâm chung để xuống suối vàng bố lại thanh thản siêu thoát. Bố ơi, 87 tuổi chưa phải là già, nhưng vì tạo hóa theo số phận, chúng con chỉ chữa được mạnh chứ không chữa được mật. Chứng quanh nghiên cứu của bố, ngoài
con cháu các của bố còn có anh em trên dưới, anh trên em dưới cùng chung bát máu sẻ đôi với bố, cùng các đồng chí lãnh đạo khu vực khu dân cư, cùng mọi người cao tuổi hội Phật giáo thôn Mùa Hạ, cùng các cụ các ông các bà, cùng toàn thể nhân dân thôn trên làng dưới, các gia đình thông gia bạn bè trong thôn ngoài xã đều có mặt đông đủ để cùng con cháu tiễn đưa bố đến nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn. Trong lúc tăng ca bối rối có nhiều gì sơ suất, gia đình chúng tôi xin được lượng thứ, xin chân thành cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Đổi tay chấp ân vào mình. Nam mô A Di Đà Phật. Đánh quỷ tăng thành, đánh quỷ tăng đông. Niệm Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Nam mô A Di Đà Phật. Ở hai ông đợi đừng ma cài. Niệm Nam mô A Di Đà Phật. Ông ma dặn xa ngoài cái tôi vào đó niệm cho vòng. Niệm Nam mô A Di Đà Phật. Sầm say sang lạnh của cha ngầm hoàng. Niệm Nam mô A Di Đà Phật. Sầm say ba chữ hào quang. Niệm Nam mô A Di Đà Phật. Na thì ra vũ đồng vân. Niệm Nam mô A Di Đà Phật. Chờ ta chân ta quỷ hùng thần giáng ma ra. Niệm Nam mô A Di Đà Phật. Hôm ngày Phật ra cấm đây. Niệm Nam mô A Di Đà Phật. Nghe lấy tiếng nga này. Niệm Nam mô A Di Đà Phật. Đến na giờ pháp ma quen na tu hành ra đi. Niệm Nam mô A Di Đà Phật. Được na đạo lộ xuất na trình, được na đi nga em chấp ma hiểu độ thì. Nam mô A Di Đà Phật. Ba cửa bồ đề ba bồ Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi. Tiếng đồng nào gõ nhịp khôn nguôi, bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Thank you.
bỏ không hay. Mặt trời soi một kiếp dòng chơi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bụi ngồi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Phận này vết mực nào xóa bỏ không hay. Mặt trời soi một kiếp dòng chơi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bụi ngồi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Vết mực nào xóa bỏ không hay.
tuyệt vời. Mặt trời soi một kiếp dòng chơi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều trắng như vôi, lá úa trên cao rung đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bụi ngồi, từng ngày qua mỏi ngóng tin này. Vết mực nào xóa bỏ không hay, thank you.
con ốm đau, mẹ thương con thức trắng đêm thâu. Nay con về đây bao năm ngược xuôi, bôn ba thăm lại mẹ cha, đêm ngày mong chờ tin con. Con lạy mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con đền được là bao. Bây giờ con đã về đây, nhưng mẹ cha nơi chinh suối chân mây, ơn sâu nghĩa nặng là đây, con luôn ghi nhớ trong lòng. Đạo con chưa hiểu đi đâu, ơn cha nghĩa mẹ khắc sâu trong đời. Con thơ dại thường quẩn quanh bên cha mỗi ngày, để hàng đêm sân khấu lên đèn là bao giòn mồ hôi của cha. Con vẫn đứng khen né bên cha và lắng nghe những tiếng thơ dài đằng sau những vinh quang. Đâu ai biết đến cha nhọc nhằn, rồi khi đêm tan anh đèn, cha đến bên ôm con vô về. Nhìn ánh mắt của cha già, con thấy tình thương yêu thiết tha. Một đời cha lo gánh mưu sinh vì tương lai của đứa con mình. Trong ánh mắt hy vọng, mong ngày mai con nhiều thành công. Rồi từng ngày khôn lớn, chẳng quên được ánh mắt cha hôm nào. Trong tim luôn ghi nhớ những hy vọng ngày nào cha đã trao. Rồi hôm nay vinh quang đã về đây, giữa mênh mông lung linh bao ánh đèn. Hàng đêm con rung lên tiếng ca với bao yêu dấu kinh rừng về cha. Ngày xưa khi con thơ dại thường quấn quanh bên cha mỗi ngày, để hàng đêm sân khấu lên đèn là bao giòn mồ hôi của cha. Con vẫn đứng khen nép bên cha và lắng nghe những tiếng thơ dài đằng sau những vinh quang. Nào ai biết đến cha nhọc nhằn, rồi khi đêm tan anh đèn, cha đến bên ôm con vô về. Nhìn ánh mắt của cha già, con thấy tình thương yêu thiết tha. Một đời cha lo gánh mưu sinh vì tương lai của đứa con mình.
trong anh mắt hy vọng, mong ngày mai con yêu thành công. Rồi từng ngày khôn lớn, chẳng quên được ánh mắt cha hôm nào. Trong tim luôn ghi nhớ những hy vọng ngày nào cha đã trao. Rồi hôm nay vinh quang đã về đây, giữa mênh mông lung linh bao ánh đèn. Hằng đêm con rung lên tiếng ca, với bao yêu dấu kinh rừng về cha. Cha ơi, con nghe tiếng nói của con. Hôm nay đứa con xưa đã lên người. Xin dâng ngàn câu hát ta ơi, mãi mãi sống trong con bóng hình cha. Bóng hình cha. Thank you.
trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã ban cho ta cảm ơn trời cuộc sống hôm nay. Mai kia một nọ trở về cát bụi giàu khó như nhau. Nào ai biết trước số phận ngày sau, ông trời sẽ cho. Đừng vì ham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ cát bụi là ta, mai này sẽ qua. Xin người nhớ cho, ta là cát bụi. Xin người
ai được là gì. Cho lời được.
cha tôi cuốc bấm cày sâu, đồng cao ruộng thóc dãy dầu nắng. Cha tôi xương gió dư thừa, nương khoai lúa bắp chưa vừa gian lao. Ruộng đồng kết hạt minh châu, cho tôi cơm áo đi vào trần gian. Mỗi bước đi một đàn tràng, tôi đi từng bước cha càng cằn khô. Chân tay sần sùi xác xơ, một thân trông đỡ mấy bờ trầm khang. Tranh nghèo chừa lỗ mái nhà, vách phên để trông con gà điểm sương. Cha tôi một mảnh ruộng vườn đóng đầy một kiếp khôn lường gian truân. Thời gian sỏi đá còn mòn, húng chi da thịt cõi còn nhà quê. Cha ơi lối ngõ đi về, lòng con nặng trĩu bốn bề thâm ân. Ân cha tột đỉnh cao ngần, cho con nói tiếng phụ thân tuyệt vời. Dù cho muôn vạn ý lời, không bằng bốn chữ một đời ơn. Em đỏ mồ hôi nước mắt, cha em đỏ chán nắng đổ mưa, cha em đỏ chân tay sần sủi, đành đổi một
đời gian khổ vì em. Nếu em có gì cha em trầm ngâm không nói, nếu em có gì cha em sẽ thật tâm can. Em còn biết không, cha em đức ruột đức